Ôi, em vừa mới vào, em vừa mới đặt chân vào. Sợ thật. Đáng lòng vãi. Vừa vào chết luôn ạ, vừa cận chiến chết luôn. Đây, đây, đây. Mày rồi cái. Ôi, gió đi thưởng. Ôi, vào phòng nhập phòng rồi. Riêng mà mình mà chơi zombie thường chỉ có xác định đấy. Là zombie tôi vớt rồi đây. Lại năm nay này mày chơi. Mày chơi mày. Má cái con nào mới thành đấy. Rồi ra. Đấy. Rồi, vào đến nơi thì nó chết hết ở đâu? Chết. Bắn ra xuống thời đi. Mình có thích cầm khẩu Phantom Elvis hơn. Bởi vì bây giờ SMG chứ không thích bắn xe điếc được, bắn ngu lắm. Từ thôi tránh. Để rồi. Để thủ chuồng này. Để Linh tỏa sáng ra. Ui. Ui cái gì đây? Ui ngay người mày mà mày không cao mà cái sông mà tao làm cái gì? Ui đấy. Sao muốn người thành? Tao là thu hầm thì chúng mày đâu chứ? Đùa đã nhỏ rồi các bác, cái này không thay em này. Rồi sao? Rồi xong. À. Ok bola chạy. Chạy một. Ui dồi ôi, không ngờ ăn được cả hero luôn cái này. Cái này khổ này sắp đến hạn rồi anh em. Thử tranh thủ thôi. Phải đi săn này. Mình sẽ cố gắng combo kill cao cao một chút. Để má. Cái này thì thua. Đây, nhiều anh em cứ hỏi là đây, trong quá trình chơi truy kích thì anh cảm thấy như thế nào? Mình không biết đây là ván thứ mấy rồi. Tức là mình cứ bình quân tầm 3-4 ván thì phải làm đầu to một ván. Có khi còn 2 ván đấy. Thì chán vậy. Chán rồi muốn chơi luôn đấy. Đùa. Đã nhọ rồi. Cái nick này cũng không có kiểu cũng không có véo ấy. Nhục. Nó vào cứ nhìn thấy nó cần chiến. Đáng lòng lắm. Ở cái nick này mình về đây. Mình sẽ cho anh em xem một cái này. Rất là hay. Lần đầu tiên mình có một cái nick mà mới lập. Đây là nick clone của mình thôi, nhưng mà anh em kết bạn nhiều thế. Đây này. 162 rồi kết bạn luôn nhá. Cực kỳ đây là rất là nhiều nhưng mà mình không dám kết bạn bởi vì cái nick này sau một thời gian mình lại bỏ thôi, bởi vì là hồi bây giờ mình thích đây cái khẩu này này. Đó. Mình chủ yếu lập cái này để chơi cái này thôi chứ anh em với cả mình cũng muốn kiểu ít anh em kiểu biết hơn bởi vì mình nhỏ lắm, sơ chơi kiểu không hay một tí hay là đen một tí giữa biển cận chiến là anh em lại thất vọng. Còn 400 vàng thì không biết mua cái gì.